Hanbin nhuộm tóc cam nổi bật đứng center trong bộ ảnh mới Tempest, Hani tiết lộ sở thích đặc biệt. Tempest có màn comeback đầu tiên kể từ khi ra mắt. Theo ảnh concept và MV teaser mới được đăng tải, Tempest sẽ thể hiện hình ảnh năng động, tươi sáng trong những khung hình ngập hoa, trái ngược với nét tinh nghịch nổi loạn trong MV debut. Tempest sẽ chính thức trở lại với mini album thứ hai mang tên Signing Up, phát hành MV cho ca khúc chủ đề Can't Stop Signing vào 16 giờ ngày 29 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Không khí album lần này sẽ được bao trùm bởi tình yêu, sự nhiệt huyết, hy vọng, cảm xúc của tuổi trẻ. Những khát vọng năng lượng đó tỏa sáng mãnh liệt và bất diệt. Bộ ảnh nhá hàng cũng phần nào hé lộ concept của Tempest. Trong loạt ảnh teaser, Tempest xuất hiện với hai hình tượng đối lập, trẻ trung tươi sáng và cun ngầu trưởng thành. Chàng idol người Việt Hanbin, Ngô Ngọc Hưng thu hút sự chú ý của người hâm mộ Việt khi có màn thay đổi nhẹ về diện mạo trong loạt ảnh mới. Tạm biệt mái tóc hồng trong đợt ra mắt, Hanbin làm mới bản thân với màu tóc cam hot trend năm nay. Kích thích sự tò mò của người hâm mộ, Tempest cũng đã tung ra hai MV teaser với hai phiên bản dance và drama cho ca khúc Can't Stop Signing. Với bản drama, các chàng trai cùng nhau ghi hình lại một số hoạt động vui đùa thường ngày, trong khi bản dance hé lộ bối cảnh được dàn dựng công phu với muôn sắc hoa, pháo hoa giấy, trần hoa, tường hoa đến sân khấu viền hoa. Theo những thông tin ban đầu được hé lộ, Can't Stop Signing là một bản dance pop với giai điệu sôi động, hình ảnh tươi sáng, nhuốm màu thanh xuân, hợp gu Hàn trong đợt tái xuất này, có giúp Tempest hút thêm fan, đánh dấu bước đột phá mới trong sự nghiệp. Có thể thấy, tính đến thời điểm hiện tại, Hanbin là thần tượng người Việt hoạt động ở Hàn thành công nhất. Anh chàng sở hữu lượng fan khủng với hơn 800.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội Twitter. Để chúc mừng sinh nhật tuổi 24 của Hanbin, người hâm mộ đã chi ra số tiền khủng, chạy 98 biển quảng cáo đúng với năm sinh 98 của thần tượng tại 12 nước gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Đức, Peru, Argentina, Thái Lan, Bolivia, Mỹ, Kazakhstan, Indonesia, Philippines và Nhật Bản. Sau Hanbin, Ngô Ngọc Hưng, thành viên người Việt Hani thuộc nhóm nhạc em gái BTS New Jeans cũng được nhiều người đặt kỳ vọng sẽ làm nên chuyện. Không chỉ thu hút khán giả bằng tài năng, cô nàng Hani còn là một thanh nam châm hút fan Việt và được người hâm mộ ở mảnh đất hình chữ S hỗ trợ hết mình. Cụ thể, trong một buổi fan call gần đây, một bạn fan Việt đã có cơ hội được trò chuyện trực tiếp cùng Hani New Jeans. Không còn bỡ ngỡ như thuở ban đầu, nữ thần tượng tự tin hơn trong việc giao tiếp và nói tiếng mẹ đẻ khi nhận ra người hâm mộ đến từ Việt Nam. Trong buổi trò chuyện, Hani khiến cho người xem tan chảy bởi những lời dặn dò đáng yêu, chị phải ăn nhiều đồ ăn ngon vào ạ. Được biết, cô nàng nói tiếng Việt khá thành thạo. Không chỉ thế, thành viên gốc Việt của New Jeans cũng dành tình cảm đặc biệt cho ẩm thực quê hương, món ăn yêu thích nhất của cô là bún bò Huế. Ngoài ra, nữ thần tượng cho biết thêm, vẫn thường về Việt Nam chơi cùng gia đình. Mặc dù chỉ mới ra mắt không lâu, nhưng những thành tích mà New Jeans đạt được trên các bảng xếp hạng Hàn và quốc tế không phải dạng vừa đâu. Riêng Hani, vừa qua cô đã lọt top 10 bảng xếp hạng thương hiệu thành viên nhóm nhạc nữ tháng 8 tại vị trí No 8 với 3.692.645 điểm, một cột mốc đáng nhớ mà không phải tân binh nào mới ra mắt có thể dễ dàng đạt được. Hani tên thật là Phạm Ngọc Hân, sinh năm 2004, nữ idol có bố người Hà Nội, mẹ người thành phố Hồ Chí Minh và từng sống tại Úc từ nhỏ. Ngay sau khi New Jeans ra mắt, chụp ảnh thơ ấu đậm chất Việt Nam của Hani lan truyền mạnh mẽ, đặc biệt là hình ảnh cô nàng tạo dáng bên chiếc xe Dream huyền thoại. Hani cũng là thành viên ngoại quốc duy nhất được khán giả Hàn Quốc chú ý nhờ ngoại hình sáng, đánh giá cô nổi bật nhất nhóm. Nữ thần tượng sinh năm 2004 được phát hiện nhờ cuộc thi tìm kiếm thần tượng Plus Audition tại Việt Nam vào tháng 10 năm 2019. Sau màn ra mắt, nhiều người hâm mộ cũng nhanh chóng phát hiện cô từng xuất hiện trong MV Permission to Dance của đàn anh BTS với vai trò cameo.